Thả đi chứ để làm gì? Đúng không? Hương của ta. Thả ta mất rồi. Ta hương của con gì mà chơi không? Cần gì con gì mà chơi? Thả đi, hôm nay nó chết là sao? Kệ nó. Con này nó trả luôn. Thả đi mà nó còn sinh tồn được hiểu chưa? Không phải nó chết là sao? Đang chơi nó chết. Nó chết. Chết chim thì sao? Một mình cô cũng thịt được cơ. Bỏ xin dê thu. Không dê mái thì siêu phết nhỉ. Nhưng chưa từng có những phút lìa xa.